chưa quên biết em chưa.
chẳng thà soi bóng mẹ đầu bên gối mẹ. Con đã hiểu nhung lụa vàng son là phù du hư ảo, chỉ có tình mẹ thiêng liêng hiện hữu trên đời. Con đã lớn lên trong tiếng mẹ ru hời, dòng ru ngọt ngào êm đềm núi rừng sao xuyên, sóng biển cũng im lìm khi nghe tiếng mẹ ru. Dù chưa hè hay giữa đêm thu, mẹ hấp ủ nâng niu ru con tròn giấc ngủ. Đời mẹ âm thầm hứng chịu gian lao, chỉ mong sao con đã thành mộng. Đợi con về cho con được xa vào lòng mẹ, nghe lời an ủi dỗ về. Kìa bóng mẹ đang lẩn khuất sau hiên vắng, mẹ ra thăm vườn sửa lại dây trầu chăm chút hàng cau. Con chó phèn cứ lẻo đẻo theo sau, giống như con ngày xưa chẳng rời xa chân mẹ. Hình ảnh cũ hiện về lòng con đau như xé, mẹ đã đi rồi, mẹ mãi mãi xa con. Mẹ hiền vui sướng biết bao,
giọt chảy qua hồ. Mẹ ơi hãy về bên con, dù trong giấc mơ buồn con đã đi qua đường đời muôn vàn nẻo, mà đường về quê mẹ thiếu dấu chân con. Lòng mẹ rộng như sông biển cao tựa núi non, con bất hiếu chẳng đáng sanh cùng cát bụi. Một đời mẹ vì con, một đời không hờn tôi. Nắng xế bên hiên soi bóng mẹ đợi con về. Mẹ ơi, con quỳ bên mộ mẹ đã sanh cỏ. Trong khói nhang mờ con khóc mẹ, mẹ ơi. Hàng cao dây trầu cũng đẫm giọt sương rơi, như trách hờn con sao không về bên mẹ. Con đi tìm cho mình một thiên đường ở trời xa, để mẹ âm thầm bên ngọn đèn tàn hiu hắt. Mẹ chính là thiên đường mà con vừa đánh mất. Trong cõi tâm linh con thấy mẹ đang về. Mẹ nhìn con mỉm cười âu yếm, ánh mắt dịu dàng tha thứ tội cho con. Bao nhiêu bao vật trên đời không bằng lòng mẹ. Người yêu ơi anh có được em là anh có phước, sao anh thẫn thờ. Người yêu em đang đứng trước em nè. Oh yeah, thấy ghê. Xưa ta thật là mộng mơ, cùng bên nhau đếm sao này lên cao. Và bây giờ có biết yêu khi nào, anh và em và anh sẽ không bao giờ rời xa. Chiều ngày ấy
chưa biết gì, vô tư chạy theo lũ ban ngày nào. Từng chiều gióng chơi tháng ngày, vu vơ câu ca em đâu nghĩ gì. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Bạn sẽ làm gì khi đã ở tuổi trưởng thành nhưng vẫn có vóc dáng và khuôn mặt như trẻ thơ? 3 năm trước, Vui Sống Mỗi Ngày đã có một cuộc trò chuyện thú vị cùng đôi song ca Tí Hon, Thanh Hằng, Thanh Hà và câu chuyện đời ly kỳ của cặp chị em cách nhau 10 tuổi nhưng lại có vóc dáng như những đứa trẻ lên 10 với vô vàn khó khăn phải đối mặt nhưng vẫn lạc quan vui sống. Chương trình sau khi phát sóng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chia sẻ từ khán giả xem đài. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với cặp song ca Tí Hon nhỏ bé nhất Việt Nam để xem cuộc sống và công việc của họ thời gian gần đây như thế nào nhé. Xin chào hai em. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Hai bạn có thể giới thiệu để cho khán giả có thể nắm bắt được đâu là bạn Thanh Hằng, đâu là bạn Thanh Hà nào? Em là Thanh Hà, năm nay em 30 tuổi, cao 1m26 và nặng 25kg. Tình trạng hôn nhân thì là độc thân và rất là vui tính. Dạ, con em là Thanh Hằng, năm nay em 40 tuổi, cao 1m25, nặng 25kg. Và tình trạng hôn nhân thì độc thân khó tính á, tại vì nhiều tuổi rồi chưa có mảnh tình nào vắt vai cho nên cũng hơi khó tính á. Sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em ở ngoại thành Hà Nội, Thanh Hằng và Thanh Hà bị biến chứng ở tuổi dậy thì. Dù tâm lý vẫn phát triển bình thường, nhưng ngoại hình của họ thì mãi mãi mang dung mạo của đứa trẻ lên 10. Năm 2010, Thanh Hằng, Thanh Hà được Trung tâm Sách Kỷ lục Guinness Việt Nam ghi nhận cặp song ca chị em ruột có vóc dáng nhỏ nhất Việt Nam. Đến nay, song ca nhí Thanh Hằng, Thanh Hà đã thực hiện được một số CD nhạc Ngày Xưa Hoàng Thị, Biết Yêu Khi Nào, Đóa Sen Trái Tim, DVD Cô Tấm Ngày Nay. So với 3 năm khi em đến chương trình lần trước thì khán giả không cảm nhận được sự thay đổi của hai bạn. Nhưng mà về cuộc sống thì chắc chắn là có những cái điều khác đi đúng không? Thực ra không phải là 3 năm đâu chị, mà hình như 3-4 chục năm rồi cũng có nhiều đây người rồi ạ. Còn tất nhiên về cuộc sống thì trong sinh hoạt thì cũng có khá nhiều thay đổi. Trong 3 năm gần đây thì bọn em có dịp đi nước ngoài rất là nhiều. Và đi Pháp, đi Thái và đi Mỹ. Đặc biệt là ở Mỹ thì bọn em ở rất là lâu. Và khán giả ở Mỹ cũng thương mến cho nên mỗi lần mà tụi em qua cũng ở khoảng 3 tháng. Và những cái nơi mà em đã tới thì em cảm thấy mình thích đất nước nào nhất? Đối với em thì là em thích thành phố Los Angeles. Tại vì khi mà đến đó thì bọn em vừa mới từ Việt Nam bay qua Los cái thì vừa hạ cánh xuống phi trường thì tất cả các chú mà phụ trong phi trường ấy, và đặc biệt có mấy anh hải quan cũng nhận ra tụi em và welcome back America Thanh Hằng, Thanh Hà. Tại vì họ biết là tụi em cũng diễn cho nhóm Ngọc Trong Tim, là đi sang để biểu diễn cho nhóm Ngọc Trong Tim á. Thật là xúc động. Dạ. Và ở thành phố đó thì rất là nhiều người Việt qua đó thì cũng rất là ấm cúng, giống như là tình cảm của người Việt dành cho mình vậy đó. Thực ra ấy, ở nước ngoài thì những người khuyết tật và những người đặc biệt như bọn em ấy, thì bất cứ đi đến nơi đâu cũng được ưu tiên hàng đầu ạ. Bất cứ kể cả lên máy bay, mặc dù mình mua vé hạng thường thôi nhưng mà lúc nào cũng được ưu tiên lên hàng đầu. Đây là em không thể so sánh, tại vì mình ước thôi, mình ước là các bạn khuyết tật và các bạn đặc biệt như tụi em ở Việt Nam cũng sẽ được như những nước bạn như vậy. Tuy nhiên chị Huyền thắc mắc rằng là khi mà mới gặp bọn em ấy, thì những người Việt Nam ở nước ngoài cũng như là những người nước ngoài thì họ
nếu không nói thì họ có biết các em là người khác biệt với những người bình thường không? Thực ra những người tinh mắt thì họ sẽ biết ngay, tại vì con nít đi ra ngoài thì không có ai mà trang điểm mà đánh mắt, đánh môi son hết á. Và chị được biết là trong những cái chuyến đi gần đây của em thì có rất nhiều những cái chuyến đi biểu diễn với mục đích là chia sẻ. Thì bọn em chia sẻ điều gì với những cái người mà có cái hoàn cảnh cũng đặc biệt giống như mình? Hai tụi em thì được may mắn, được đi diễn nhiều, được tiếp xúc với cả nhiều các trường hợp đặc biệt, và chẳng hạn như những bạn khuyết tật hoặc là những trẻ em cơ nhỡ mồ côi, thì tụi em chính ra là tụi em học hỏi từ họ, tại vì tụi em dù sao vẫn còn được may mắn là có hai chị em được đi hát, được cũng được sống bằng nghề hát, cũng được đi nước này nước khác học hỏi được rất nhiều. Và học hỏi được của bọn em là học hỏi cách tự tin từ các bạn. Có những bạn em có những các bạn là không thấy đường hoặc là phải đi bằng nạng, rồi thì nói chung là cuộc sống rất là khó khăn, nhưng mà các bạn ấy vẫn rất là giỏi. Nhiều khi trong cuộc sống tụi em cũng thực ra là cũng có những cái lúc mà mình nản lòng chứ, cũng có những lúc buồn này nọ, nhưng mà khi mà mình đi tiếp xúc với những người như vậy rồi thì mình cảm thấy là ồ, tại sao mình phải buồn, tại sao mình phải chùn bước trong khi mà các bạn không có được may mắn giống như mình mà các bạn vẫn cố gắng phấn đấu vươn lên. Chính vì thế mà thông qua những chuyến đi đấy thì bọn em cũng lấy lại cái tinh thần sống rất là nhiều. Mình đi để truyền cảm hứng cho những mảnh đời thiếu may mắn, nhưng mà ngược lại chính bọn em lại nhận được cái điều đó từ các bạn. Đấy là một cái điều bất ngờ trong cuộc sống, rất là thú vị. Bởi vì rõ ràng là xung quanh chúng ta còn có rất nhiều người họ thiếu may mắn thực sự, nhưng mà họ cũng vẫn tìm cách vươn lên bằng mọi cách, và đấy là những cái tấm gương khiến mình học tập. Trong các chuyến đi thì chị được biết là em vẫn phát huy cái sở trường của mình, đó là hát những cái dòng nhạc dân ca, dòng nhạc trữ tình quê hương đó. Nhưng các em cũng bắt đầu thử sức ở những cái lĩnh vực khác hơn, ví dụ như là tuồng cổ, đúng không? Em rất là thích cái bộ môn nghệ thuật cải lương và tuồng cổ từ nhỏ cơ. Nhưng mà thật sự thì chị biết đấy, người Hà Nội thì hát cải lương, hát vọng cổ không được ngọt như người miền Nam. Thì cho nên là cũng có thể là do cái phát âm sẽ nặng hơn là người miền Nam, họ phát âm cải lương. Vì vậy mà tụi em cũng tập tành một chút thôi, một chút xíu đã biết thôi. Thì trong năm 2017 vừa qua, kỷ niệm cái live show của Ngọc Trong Tim, thì hai em diễn một cái vai là diễn xong bơ đi mấy ngày, thì em suy nghĩ, em bảo là hay là mình cứ thử biết đâu mình làm được. Tụi em đến nghệ sĩ là tuồng cổ Phượng Mai là cho tụi em học tập ở cô, và cũng rất là may là cô đã đem hết cái tâm huyết của mình và dạy cho hai tụi em. Và kịch bản thì cô cũng nhờ người viết cho tụi em, viết dành riêng cho tụi em cái kịch bản đó, thì chưa có ai diễn. Mặc dù được khán giả khen, nhưng mà em nghĩ là em mới chỉ thành công của cái tiết mục đó khoảng 60% thôi. Em thì tự cảm nhận mình là chỉ được 60%. Dạ. Nhưng mà chị Huyền thấy là chị Huyền phục lắm rồi. Dạ. Chị Huyền còn chưa bao giờ nghĩ là mình dám ca một câu cải lương nào luôn. Nhưng mà như thế là em có thấy là mình đã vượt lên trên chính mình chưa? May cái tiết mục Mê Linh tụi em tập cũng khoảng 1 tháng. Nếu thế thì ngay ở tại đây thì mình có thể hát thử vài câu mà em cảm thấy khó nhất mà em đã vượt qua được không? Khó nhất là lên câu vọng cổ. Đấy, bây giờ em thử lên cái câu vọng cổ giúp chị xem nào. Sáng rồi đấy, nước đi. Chị cũng phải uống nước để nghe này. Có quốc biên mới hiểu được lòng người trung nghĩa, nhưng phải chủ mưu liệu kế chu toàn, nâng đỡ giang sang qua cảnh điêu tàn, cho trang sử lưu danh dạng người gương nữ kiệt, vẹn khi tiết kiên cường người con gái đất Mê Linh. Dạo này hôm nay không được ôn lại tại vì lâu lắm em cũng không gửi tiết mục này, cho nên cũng run lắm chị. Bất ngờ trước cái tài hát cổ của em. Hà không hát một câu nào hả em? Có, em có hát. Dạ, em hát một câu chị nghe này. Dù nát thân cam đành, thề môi gan lũ quân tham tàn. Thật quá không được. Không thể làm sao vô được trời. Nhưng mà lọt lên chỗ trên cao quá. Một người thì bắt tông rất cao, một người bắt tông vừa phải hơn. Cái khúc này nó bắt tông là đúng rồi. Đây là chị Huyền ngẫu hứng ngay tại trường quay và nhờ các em hát, mời các em hát mà các em hát được như vậy là đúng là các em đã có ngấm được một phần rất nhiều.
Sau đây thì không biết là các em có ý định thử sức mình trong các lĩnh vực nào khác nữa không? Dạ, em thì em rất là yêu cái bộ môn nghệ thuật giống như là tuồng cổ hoặc là của khu vực phía Nam, và khu vực phía Bắc thì em thích cái bộ môn nghệ thuật là quan họ, rồi hát văn. Hát văn không có dễ đâu nha. Hát văn, những cái nhấn của họ, những cái láy của họ rất khó đó. Các em hát rất là hay. Và chị tin rằng các em còn có nhiều cơ hội nữa để dấn thân vào những cái lĩnh vực mà các em cũng chưa tự tin như vậy. Trong môi trường còn lại về yếu tố con người, thì các em tự nhận thấy là trong cuộc sống có những ai đã giúp cho mình thay đổi? Ngoài ba mẹ thì có hai người là đặc biệt mà ảnh hưởng rất là nhiều đối với hai chị em. Đó là thứ nhất là một người là tụi em gọi là bác, là cái người mà đỡ đầu cho tụi em khi mà tụi em vô Sài Gòn để lập nghiệp ấy, thì bác là cái người mà đúng như chị Hằng nói lúc trước rất là nhát, nhưng mà về ở với bác thì bác đã chỉ dạy cho rất là nhiều thứ, cũng từ bác mà tụi em mạnh dạn lên rất là nhiều. Còn cái người thứ hai đó là anh Thành Lễ, là người sáng lập ra Ngọc Trong Tim ấy, thì anh thì giúp đỡ tụi em về nghệ thuật rất là nhiều. Đó là hai cái người mà ảnh hưởng rất là lớn đối với cái sự thay đổi cả về con người và cái bước đường nghệ thuật của Thanh Hằng và Thanh Hà. Lúc trước thật ra đi ra đường thì em rất là ngại, em ngại gặp nhiều người. Rồi em đi đến nơi nào mà giống như là người ta hỏi tuổi rồi thì hỏi về hoàn cảnh gia đình ấy, em rất hay là không muốn mở lòng mình ạ. Em không có tự tin ý. Nhưng bây giờ khi mà được làm việc cho nhóm Ngọc Trong Tim á, thì em gặp gỡ các bạn khuyết tật ở đó thì em cảm thấy là mình rất là tự tin. Cũng có thể là do môi trường làm việc, được tiếp xúc với nhiều người, thấy mọi người cũng hòa đồng với mình, cho nên mình cũng cảm thấy là rất là tự tin hơn. Và có điều này chị Huyền cũng muốn hỏi là ai thì cũng quan tâm đến thực tế đời sống ngoài cái việc tinh thần mà mình nhận được, thì không biết là cái nghiệp đi hát của các em á có giúp cho các em sống thoải mái không? Đối với những người khác thì em không biết thế nào, nhưng mà đối với bọn em thì bọn em cũng may mắn là được nhờ tổ nghiệp thương, cho nên tụi em cũng sống được bằng nghề hát và chưa bao giờ 10 năm vô Sài Gòn thì chưa bao giờ phải về xin tiền bố mẹ hay là trợ cấp từ bất cứ ở nơi đâu, là bọn em đã sống được bằng nghề hát. Và ngoài cái nghề hát ra thì bọn em cũng có dành dụm mà ra được một cái album DVD, và cái tiền 10 năm đi hát làm được một cái album DVD, và cũng dư một số tiền thì tụi em có giúp đỡ cho bố mẹ xây lại được một ngôi nhà. Là chỉ phụ thôi chứ không phải là một mình hai tụi em không xây. Nhưng mà như thế cũng đã đáng phục lắm rồi. Đã không những chỉ lo cho bản thân mình mà còn phụ giúp được cha mẹ trong cái việc xây ngôi nhà đó. Các em có bao giờ các em lo sợ một điều là về tương lai sau này, mình cái nghiệp hát của mình nó không được phát triển nữa thì mình sẽ sống bằng gì? Liệu có phải đấy là cái mà bọn em thời gian gần đây bọn em đi học make up không? Thời gian thì không thể chừa một ai, cho nên là tuổi già đi thì em sợ là mình sẽ già yếu và không còn đi hát được nữa. Thì lúc đó mình sẽ không biết sống bằng nghề gì. Chính vì thế mà hai chị em ấy học là đi học make up và làm đẹp. Sắp tới mơ ước sẽ mở tiệm ạ. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ạ. Trước mắt là các em đã tự make up cho mình đẹp hơn trước rất là nhiều rồi. Dạ. Hôm nay chị Huyền cảm nhận được điều đấy này. Cảm ơn dạ. Chị. Và nhân tiện ngày hôm nay thì các em có thể nhắn gửi cho tất cả những người đang xem chương trình truyền hình, và đặc biệt là những người cũng đang có những cái chưa tự tin về bản thân mình, làm thế nào để vượt qua được cái hoàn cảnh để có thể sống với đam mê và sống với cuộc sống của mình một cách thoải mái và truyền được những cái năng lượng tích cực cho người khác nữa. Lấy kinh nghiệm từ cuộc sống thì em chỉ muốn chia sẻ với mọi người là thực ra cái ước mơ thì ai cũng có và cũng nên có. Giống như em lúc trước không nghĩ là mình sẽ được đứng trên sân khấu lớn để hát, nhưng mà không có gì là không thể cả. Mình cứ ước mơ đi, rồi một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật. Nếu mà mình không ước mơ thì làm sao mình có cái mục đích để mình phấn đấu, nên cho chính vì thế mà không ai đánh thuế ước mơ, chính là thế. Lúc nào cũng nên ước mơ đi. Chính xác. Dạ. Tại vì chị biết không, lúc trước thì đâu có bao giờ nghĩ là mình là một con nhà nghèo, lại bố mẹ thuần nông, có bao giờ nghĩ được đứng trên sân khấu, chưa bao giờ được nghĩ đến bước vô Sài Gòn, chứ đừng có nói là bước tận qua nước Mỹ, nước Pháp, rồi những cái nước mà rất là nhiều người mơ ước. Nhưng mà đến bây giờ thì thật sự là may mắn đã đến với hai chị em, và hai chị em đã được đi đến những nước rất là nhiều người mơ ước. Và Hằng Hà chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn là nếu các bạn phải tự tin lên, giống như ngày xưa Thanh Hà không có tự tin, nhưng mà đối với bây giờ thì cảm thấy đi ra đường thì rất là tự tin. Bây giờ không còn sợ ai hỏi tuổi, không còn sợ ai hỏi bất cứ cái chuyện gì cũng có thể nói được ạ. Nhưng có điều này nữa chị Huyền cũng thắc mắc nè,
Tức là trong lần trước gặp nhau thì chị nhớ là các em vẫn có một cái quyết tâm rằng là sẽ không yêu ai. Liệu bây giờ có thay đổi cái điều đó không? Có khi nào mà trái tim các em đã rung động hơn chưa? Chị ơi, cái này đang mơ ước lắm ạ. Đang mơ ước lắm mà chưa có ai ạ. À, vẫn chưa có ai ấy. Vâng, và cũng nhiều người thắc mắc hỏi câu này lắm. Hay là thôi trả lời bằng một câu hát nhé. Một câu hát cho nó đặc biệt ạ. Rồi. Bèo giạt mây trôi, chốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi. Bèo giạt mây trôi, chim xa tan tĩnh tình, cá lội ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh. Gớm đợi chờ anh sẽ tới rồi. Anh sẽ tới. Vị hoàng tử trong mơ của các em sẽ xuất hiện. Và chị Huyền tin rằng tới chị ở lại luôn, nhưng đừng đi nha. Đúng rồi, đấy là câu nhắn gửi cuối cùng đúng không? Hôm nay thì chị Khánh Huyền rất là vui khi gặp lại hai em Hằng và Hà. Huyền tin là khán giả cũng rất thú vị khi lắng nghe cũng như những lời tâm sự như là những điệu hát của các em, và chúc cho các em ngày càng thành công trên con đường hát, ca hát của mình, sẽ hạnh phúc hơn trong cuộc sống tình cảm. Và hôm nay thì nhân tiện có mặt, các em cũng gửi một món quà để dành cho khán giả, đúng không nào? Ca khúc mà tụi em xin gửi tặng chị Khánh Huyền cũng như khán giả đang theo dõi chương trình đó là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát là Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, Huyền tin rằng quý vị khán giả cũng giống như Khánh Huyền đã có những cung bậc cảm xúc khi trò chuyện với hai cô gái bé nhỏ này rất là dễ thương. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi chân quen quá, thảm lá mê vàng lại bước qua. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn ra bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời,
bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi, chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới để lúa reo mừng tựa vẫy tay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Bằng trái tim của tôi, mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày. Và như thế tôi... Quả thật là một bài hát rất ý nghĩa, phải không hai em Hằng Hà? Vâng, và đó cũng là ca khúc mà Thanh Hằng và Thanh Hà muốn gửi tới tất cả mọi người. Chúc mọi người mỗi ngày chọn được một niềm vui để vui sống mỗi ngày. Và đó cũng chính là thông điệp mà chương trình muốn gửi tới quý vị và các bạn thông qua hai bạn Hằng Hà ngày hôm nay. Hãy sống vui từng ngày quý vị nhé. Cảm ơn hai em rất là nhiều nha. Và bây giờ Khánh Huyền xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình. Không hẹn bây giờ
sống đưa ra bờ. Tại vì ai mà duyên ta nỡ nói gì cũng thôi, ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương. Chắc ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ gian dở đời ta. Chẳng ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ gian dở đời ta. Bầu mình chờ, xin người chớ quên cầu thề. Chuyện tình xưa dù sao đi nữa cũng là giấc mơ. Hơi ấm con tim về tháng năm thôi lạnh cầm. Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau. Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau. Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối, xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ chung là như nước chảy, mà này cũng có ai.
có a ướt đầm, ướt đầm. Yeah.
sang xuân đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao em quên những ngày khi mới quen tâm, bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình thương yêu. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gửi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều miền nắng độ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ thương sao nghẹn lòng, sang sông đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao em quên những ngày khi mới quen tâm, bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình thương yêu. Anh thương tóc em trong chiều chiều gửi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều miền nắng độ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ thương sao nghẹn lòng, tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu lòng. Mỗi lần nhớ thương sao nghẹn lòng. Chưa nghe trái tim mình rung động thua nghe gặp cha.
kéo rụng bông mới trắng. Nghe có gì như tha thiết, qua lối mòn chưa quên biết. Em chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe mạc rưỡi bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dối dính chiều. Em chưa yêu ngoại thành, khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thua mẹ thật cha, thương lắm như ruộng đời phù sa. Thua mẹ thật cha, thương lắm như ruộng đời phù sa. Thua mẹ thật cha, thương lắm như ruộng đời phù sa. Kìa, bóng mẹ đang
lẫn khuất sau hiên dân. Mẹ ra thăm giường sửa lại dây trầu chăm chút hàng cao. Con chó phèn cứ lẻo đẻo theo sau, giống như con ngày xưa chẳng rời xa chân mẹ. Hình ảnh cũ hiện về lòng con đau như xé. Mẹ đã đi rồi, mẹ mãi mãi xa con.
theo lũ bạn thật hiền. Từng chiều từng chiều dòng chơi tháng ngày, vu vơ câu ca em đâu nghĩ gì. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Chiều dòng chơi tháng ngày, vu vơ câu ca em đâu nghĩ gì. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Xưa 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 ta thật là mộng mơ, cùng bên nhau đếm sao này lên cao. Và bây giờ không biết yêu khi nào, anh và em và anh sẽ không bao giờ rời xa. Biết yêu khi nào. Bạn sẽ làm gì khi đã ở tuổi trưởng thành nhưng vẫn có vóc dáng và khuôn mặt như trẻ thơ? 3 năm trước, Vui Sống Mỗi Ngày đã có một cuộc trò chuyện thú vị cùng đôi song ca Tí Hon, Thanh Hằng, Thanh Hà và câu chuyện đời ly kỳ của cặp chị em cách nhau 10 tuổi nhưng lại có vóc dáng như những đứa trẻ lên 10 với vô vàn khó khăn phải đối mặt nhưng vẫn lạc quan vui sống. Chương trình sau khi phát sóng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chia sẻ từ khán giả xem đài. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với cặp song ca Tí Hon nhỏ bé nhất Việt Nam để xem cuộc sống và công việc của họ thời gian gần đây như thế nào nhé. Xin chào hai em. Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Hai bạn có thể giới thiệu để cho khán giả có thể nắm bắt được đâu là bạn Thanh Hằng, đâu là bạn Thanh Hà nào? Em là Thanh Hà, năm nay em 30 tuổi, cao 1m26 và nặng 25kg. Tình trạng hôn nhân thì là độc thân và rất là vui tính. Dạ, con em là Thanh Hằng, năm nay em 40 tuổi, cao 1m25, nặng 25kg. Và tình trạng hôn nhân thì độc thân khó tính á, tại vì nhiều tuổi rồi chưa có mảnh tình nào vắt vai cho nên cũng hơi khó tính á. Sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em ở ngoại thành Hà Nội, Thanh Hằng và Thanh Hà bị biến chứng ở tuổi dậy thì. Dù tâm lý vẫn phát triển bình thường, nhưng ngoại hình của họ thì mãi mãi mang dung mạo của đứa trẻ lên 10.
năm 2010, Thanh Hằng Thanh Hà được Trung tâm Sách Kỷ lục Guinness Việt Nam ghi nhận cặp song ca chị em ruột có vóc dáng nhỏ nhất Việt Nam. Đến nay, song ca nhí Thanh Hằng Thanh Hà đã thực hiện được một số CD nhạc: Ngày Xưa Hoàng Thị, Biết Yêu Khi Nào, Đóa Sen Trái Tim, DVD Cô Tấm Ngày Nay. So với 3 năm khi em đến chương trình lần trước thì khán giả không cảm nhận được sự thay đổi của hai bạn. Nhưng mà về cuộc sống thì chắc chắn là có những cái điều khác đi, đúng không? Thực ra không phải là 3 năm đâu chị, mà hình như 3-4 chục năm rồi cũng có nhiều đây người rồi ạ. Còn tất nhiên về cuộc sống thì trong sinh hoạt thì cũng có khá nhiều thay đổi. Trong 3 năm gần đây thì bọn em có dịp đi nước ngoài rất là nhiều. Và đi Pháp, đi Thái và đi Mỹ. Đặc biệt là ở Mỹ thì bọn em ở rất là lâu. Và khán giả ở Mỹ cũng thương mến, cho nên là mỗi lần mà tụi em qua cũng ở khoảng 3 tháng. Và những cái nơi mà em đã tới thì em cảm thấy mình thích đất nước nào nhất? Đối với em á, thì là em thích thành phố Los Angeles ấy. Tại vì khi mà đến đó thì bọn em vừa mới từ Việt Nam bay qua Los cái á, thì vừa hạ cánh xuống phi trường thì tất cả các chú mà phụ trong phi trường ấy, và đặc biệt có mấy anh hải quan cũng nhận ra tụi em và welcome back America Thanh Hằng Thanh Hà. Tại vì họ biết là tụi em cũng diễn cho nhóm Ngọc Trong Tim, là đi sang để biểu diễn cho nhóm Ngọc Trong Tim á. Thật là xúc động. Dạ. Và ở thành phố đó thì rất là nhiều người Việt qua đó thì cũng rất là ấm cúng, giống như là tình cảm của người Việt dành cho mình vậy đó. Thực ra ấy, ở nước ngoài thì những người khuyết tật và những người đặc biệt như bọn em ấy, thì bất cứ đi đến nơi đâu cũng được ưu tiên hàng đầu ạ. Bất cứ cả lên máy bay, mặc dù mình mua vé hạng thường thôi nhưng mà lúc nào cũng được ưu tiên lên hàng đầu. Đây là em không thể so sánh, tại vì mình ước là các bạn khuyết tật và các bạn đặc biệt như tụi em ở Việt Nam cũng sẽ được như những nước bạn như vậy. Tuy nhiên chị Huyền thắc mắc rằng là khi mà mới gặp bọn em ấy, thì những người Việt Nam ở nước ngoài cũng như là những người nước ngoài thì họ, nếu không nói thì họ có biết các em là người khác biệt với những người bình thường không? Thực ra những người tinh mắt thì họ sẽ biết ngay, tại vì con nít đi ra ngoài thì không có ai mà trang điểm mà đánh mắt, đánh môi son hết á. Và chị được biết là trong những cái chuyến đi gần đây của em thì có rất nhiều những cái chuyến đi biểu diễn với mục đích là chia sẻ. Thì bọn em chia sẻ điều gì với những cái người mà có cái hoàn cảnh cũng đặc biệt giống như mình? Hai tụi em thì được may mắn, được đi diễn nhiều, được tiếp xúc với cả nhiều các trường hợp đặc biệt, và chẳng hạn như những bạn khuyết tật hoặc là những trẻ em cơ nhỡ mồ côi, thì tụi em chính ra là tụi em học hỏi từ họ, tại vì tụi em dù sao vẫn còn được may mắn là có hai chị em được đi hát, cũng được sống bằng nghề hát, cũng được đi nước này nước khác học hỏi được rất nhiều. Và học hỏi được của bọn em là học hỏi cách tự tin từ các bạn. Có những bạn em có những các bạn là không thấy đường hoặc là phải đi bằng nạng, rồi thì nói chung là cuộc sống rất là khó khăn nhưng mà các bạn ấy vẫn rất là giỏi. Nhiều khi trong cuộc sống tụi em cũng thực ra là cũng có những cái lúc mà mình nản lòng chứ, cũng có những lúc buồn này nọ, nhưng mà khi mà mình đi tiếp xúc với những người như vậy rồi thì mình cảm thấy là ồ, tại sao mình phải buồn, tại sao mình phải chùn bước, trong khi mà các bạn không có được may mắn giống như mình mà các bạn vẫn cố gắng phấn đấu vươn lên. Chính vì thế mà thông qua những chuyến đi đấy thì bọn em cũng lấy lại cái tinh thần sống rất là nhiều. Mình đi để truyền cảm hứng cho những mảnh đời thiếu may mắn, nhưng mà ngược lại chính bọn em lại nhận được cái điều đó từ các bạn. Dạ, đúng. Đấy là một cái điều bất ngờ trong cuộc sống, rất là thú vị. Bởi vì rõ ràng là xung quanh chúng ta còn có rất nhiều người họ thiếu may mắn thực sự, nhưng mà họ cũng vẫn tìm cách vươn lên bằng mọi cách. Và đấy là những cái tấm gương khiến mình học tập. Trong các chuyến đi thì chị được biết là em vẫn phát huy cái sở trường của mình, đó là hát những cái dòng nhạc dân ca, dòng nhạc trữ tình, quê hương đó. Nhưng các em cũng bắt đầu thử sức ở những cái lĩnh vực khác hơn, ví dụ như là tuồng cổ, đúng không? Em rất là thích cái môn nghệ thuật cải lương và tuồng cổ từ nhỏ cơ. Nhưng mà thật sự thì chị biết đấy, người Hà Nội thì hát cải lương, hát vọng cổ không được ngọt như người miền Nam. Thì cho nên là cũng có thể là do cái phát âm sẽ nặng hơn là người miền Nam họ phát âm cải lương. Vì vậy mà tụi em cũng tập tành một chút thôi, một chút xíu đã biết thôi. Thì trong năm 2017 vừa qua, diễn xong bơ đi mấy ngày thì em suy nghĩ, em bảo là hay là mình cứ thử biết đâu mình làm được. Tụi em đến nghệ sĩ là
tuồng cổ Phượng Mai là cho tụi em học tập ở cô, và cũng rất là may là cô đã đem hết cái tâm huyết của mình và dạy cho hai tụi em. Và kịch bản thì cô cũng nhờ người viết cho tụi em, viết dành riêng cho tụi em cái kịch bản đó, thì chưa có ai diễn. Mặc dù được khán giả khen nhưng mà em nghĩ là em mới chỉ thành công ở cái tiết mục đó khoảng 60% thôi. Em thì tự cảm nhận mình là chỉ được 60%. Dạ. Nhưng mà chị Huyền thấy là chị Huyền phục lắm rồi. Chị Huyền còn chưa bao giờ nghĩ là mình dám ca một câu cải lương nào luôn. Nhưng mà như thế là em có thấy là mình đã vượt lên trên chính mình chưa? May cái tiết mục Mê Linh Tụ Nghĩa mà tác giả Quang Nhã đã viết dành riêng cho tụi em thì nó nhiều các điệu lý. Nó chỉ có 1-2 câu vọng cổ thôi cho nên là cũng dễ. Dạ, cho nên tụi em tập cũng khoảng 1 tháng. Nếu thế thì ngay ở tại đây thì mình có thể hát thử vài câu mà em cảm thấy khó nhất mà em đã vượt qua được không? Khó nhất là lên câu vọng cổ ạ. À, đấy, bây giờ em thử lên cái câu vọng cổ giúp chị xem nào. Sáng ăn sáng, ăn sáng rồi đấy. Uống nước đi. Dạ. Chị cũng phải uống nước để nghe này. Có quốc binh mới hiểu được lòng người Trung Nghĩa, nhưng phải chủ mưu liệu kế chu toàn, nâng đỡ giang sang qua cảnh điêu tàn, cho trang sử lưu danh dạng người gương nữ kiệt, vẹn khi tiết kiên cường người con gái đất Mê Linh. Dạo này hôm nay không được ôn lại tại vì lâu lắm em cũng không gửi tiết mục này cho nên cũng run lắm chị. Bất ngờ trước cái tài hát của cổ của em. Hà không hát một câu nào hả em? Có hát. Để em hát một câu chị nghe này. Dù nát thân cam đành, thề môi gan lũ quân tham tàn. Một người thì bắt tông rất cao, một người bắt tông vừa phải hơn. Cái khúc này nó rất là đúng rồi. Đây là chị Huyền ngẫu hứng ngay tại trường quay và nhờ các em hát, mời các em hát. Mà các em hát được như vậy là đúng là các em đã có ngấm được một phần rất nhiều. Sau đây thì không biết là các em có ý định thử sức mình trong các lĩnh vực nào khác nữa không? Dạ, em thì em rất là yêu cái bộ môn nghệ thuật giống như là tuồng cổ hoặc là của khu vực phía Nam. Và khu vực phía Bắc thì em thích cái bộ môn nghệ thuật là quan họ, người hát văn. Hát văn không có dễ đâu nha. Hát văn, những cái nhấn của họ, những cái láy của họ rất khó đó. Các em hát rất là hay. Và chị tin rằng các em còn có nhiều cơ hội nữa để dấn thân vào những cái lĩnh vực mà các em cũng chưa tự tin như vậy. Môi trường còn lại về yếu tố con người. Thì các em tự nhận thấy là trong cuộc sống có những ai đã giúp cho mình thay đổi? Ngoài ba mẹ thì có hai người là đặc biệt mà ảnh hưởng rất là nhiều đối với hai chị em. Đó là thứ nhất là một người là tụi em gọi là bác, là cái người mà đỡ đầu cho tụi em khi mà tụi em vô Sài Gòn để lập nghiệp ấy. Thì bác là cái người mà đúng như chị Hằng nói lúc trước rất là nhát, nhưng mà về ở với bác thì bác đã chỉ dạy cho rất là nhiều thứ. Cũng từ bác mà tụi em mạnh dạn lên rất là nhiều. Còn cái người thứ hai đó là anh Thành Lễ, là người sáng lập ra Ngọc Trong Tim ấy. Thì anh thì giúp đỡ tụi em về nghệ thuật rất là nhiều. Đó là hai cái người mà ảnh hưởng rất là lớn đối với cái sự thay đổi cả về con người và cái bước đường nghệ thuật của Thanh Hằng và Thanh Hà. Lúc trước thật ra đi ra đường thì em rất là ngại. Em ngại gặp nhiều người. Rồi em đi đến nơi nào mà giống như là người ta hỏi tuổi rồi thì hỏi về hoàn cảnh gia đình ấy. Em rất hay là không muốn mở lòng mình ạ. Em không có tự tin ấy. Nhưng bây giờ khi mà được làm việc cho nhóm Ngọc Trong Tim á, thì em gặp gỡ các bạn khuyết tật ở đó thì em cảm thấy là mình rất là tự tin. Cũng có thể là do môi trường làm việc, được tiếp xúc với nhiều người, thấy mọi người cũng hòa đồng với mình cho nên mình cũng cảm thấy là rất là tự tin hơn. Và có điều này chị Huyền cũng muốn hỏi là ai thì cũng quan tâm đến thực tế đời sống ngoài cái việc tinh thần mà mình nhận được. Thì không biết là cái nghiệp đi hát của các em á, có giúp cho các em sống thoải mái không? Đối với những người khác thì em không biết thế nào, nhưng mà đối với bọn em thì bọn em cũng may mắn là được nhờ tổ nghiệp thương. Cho nên tụi em cũng sống được bằng nghề hát và chưa bao giờ 10 năm vô Sài Gòn thì chưa bao giờ phải về xin tiền bố mẹ hay là trợ cấp từ bất cứ ở nơi đâu. Là bọn em đã sống được bằng nghề hát. Và ngoài cái nghề hát ra thì bọn em cũng có dành dụm mà ra được một cái album DVD. Và cái tiền 10 năm đi hát làm được một cái album DVD.
và cũng dư một số tiền thì tụi em có giúp đỡ cho bố mẹ xây được xây lại được một ngôi nhà. Là chỉ phụ thôi chứ không phải là một mình hai tụi em không xây. Nhưng mà như thế cũng đã là đáng phục lắm rồi. Đã không những chỉ lo cho bản thân mình mà còn phụ giúp được cha mẹ trong cái việc xây ngôi nhà đó. Các em có bao giờ các em lo sợ một điều là về tương lai sau này mình cái nghiệp hát của mình nó không được phát triển nữa thì mình sẽ sống bằng gì? Liệu có phải đấy là cái mà bọn em thời gian gần đây bọn em đi học make up không? Thời gian thì không thể chừa một ai cho nên là tuổi già đi thì em sợ là mình sẽ già yếu và không còn đi hát được nữa. Thì lúc đó mình sẽ không biết sống bằng nghề gì. Chính vì thế mà hai chị em ấy học là đi học make up và làm đẹp. Sắp tới mơ ước sẽ mở tiệm ạ. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ạ. Trước mắt là các em đã tự make up cho mình đẹp hơn trước rất là nhiều rồi. Dạ. Hôm nay chị Huyền cảm nhận được điều đấy này. Dạ. Và nhân tiện ngày hôm nay thì các em có thể nhắn gửi cho tất cả những người đang xem chương trình truyền hình và đặc biệt là những người cũng đang có những cái chưa tự tin về bản thân mình, làm thế nào để vượt qua được cái hoàn cảnh để có thể sống với đam mê và sống với cuộc sống của mình một cách thoải mái và truyền được những cái năng lượng tích cực cho người khác nữa. Lấy kinh nghiệm từ cuộc sống thì em chỉ muốn chia sẻ với mọi người là thực ra cái ước mơ thì ai cũng có và cũng nên có. Giống như em lúc trước không nghĩ là mình sẽ được đứng trên sân khấu lớn để hát. Nhưng mà không có gì là không thể cả, mình cứ ước mơ đi rồi một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật. Nếu mà mình không ước mơ thì làm sao mình có cái mục đích để mình phấn đấu, nên cho chính vì thế mà không ai đánh thuế ước mơ, chính là thế. Lúc nào cũng nên ước mơ đi. Chính xác. Dạ. Tại vì chị biết không, lúc trước thì đâu có bao giờ nghĩ là mình là một con nhà nghèo, lại bố mẹ thuần nông, có bao giờ nghĩ được đứng trên sân khấu, chưa bao giờ được nghĩ đến bước vô Sài Gòn, chứ đừng có nói là bước tận qua nước Mỹ, nước Pháp, rồi những cái nước mà rất là nhiều người mơ ước. Nhưng mà đến bây giờ thì thật sự là may mắn đã đến với hai chị em và hai chị em đã được đi đến những nước rất là nhiều người mơ ước. Và Hằng Hà chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn là nếu các bạn phải tự tin lên, giống như ngày xưa Thanh Hằng, Thanh Hà không có tự tin, nhưng mà đối với bây giờ thì cảm thấy đi ra đường thì rất là tự tin. Bây giờ không còn sợ ai hỏi tuổi, không còn sợ ai hỏi bất cứ cái chuyện gì cũng có thể nói được ạ. Nhưng có điều này nữa chị Huyền cũng thắc mắc nè. Tức là trong lần trước gặp nhau thì chị nhớ là các em vẫn có một cái quyết tâm rằng là sẽ không yêu ai. Liệu bây giờ có thay đổi cái điều đó không? Có khi nào mà trái tim các em đã rung động hơn chưa? Chị ơi, cái này đang mơ ước lắm ạ. Đang mơ ước lắm mà chưa có ai ạ. À, vẫn chưa có ai ấy. Vâng, và cũng nhiều người thắc mắc hỏi câu này lắm, hay là thôi trả lời bằng một câu hát nhé. Một câu hát nhau đó đặc biệt ạ. Rồi. Bèo giạt mây trôi chốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi. Bèo giạt mây trôi chim xa tang tình tình cá lội, ngậm một tiếng trông hai tin đợi ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh gớm đợi chờ anh sẽ hoài tới thôi. Anh sẽ tới. Vị hoàng tử trong mơ của các em sẽ xuất hiện và chị Huyền tin rằng tới chị ở lại luôn, đừng đi nha. Đúng rồi, đấy là câu nhắn gửi cuối cùng đúng không? Hôm nay thì chị Khánh Huyền rất là vui khi gặp lại hai em Hằng và Hà. Huyền tin là khán giả cũng rất thú vị khi lắng nghe cũng như những lời tâm sự cũng như là những điệu hát của các em, và chúc cho các em ngày càng thành công trên con đường hát, ca hát của mình, sẽ hạnh phúc hơn trong cuộc sống tình cảm. Và hôm nay thì nhân tiện có mặt, các em cũng gửi một món quà để dành cho khán giả, đúng không nào? Ca khúc mà tụi em xin gửi tặng chị Khánh Huyền cũng như khán giả đang theo dõi chương trình đó là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát là Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui. Quý vị và các bạn thân mến, Huyền tin rằng quý vị khán giả cũng giống như Khánh Huyền đã có những cung bậc cảm xúc khi trò chuyện với hai cô gái bé nhỏ này rất là dễ thương.
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về bàn chân quen qua, thảm lá mê vàng lại bước qua. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn ra bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi, chọn tiếng du con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới, để lúa reo mừng tựa vẫy tay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Quả thật là một bài hát rất ý nghĩa, phải không hai em Hằng Hà? Vâng, và đó cũng là ca khúc mà Thanh Hằng và Thanh Hà muốn gửi tới tất cả mọi người. Chúc mọi người mỗi ngày chọn được một niềm vui để vui sống mỗi ngày.
Và đó cũng chính là thông điệp mà chương trình muốn gửi tới quý vị và các bạn thông qua hai bạn Hằng Hà ngày hôm nay. Hãy sống vui từng ngày quý vị nhé. Cảm ơn hai em rất là nhiều nha. Và bây giờ Khánh Huyền xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều xưa đôi mình chưa lỡ đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ
trường về con đò lên bến lở, áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều. Ơi con sông lỡ cũng vì em.